Xin kính chào quý bà con cùng khán giả đang theo dõi chương trình Tiến lên cùng nhà nông số thứ ba do phòng truyền thông công ty Truyền sinh thực hiện. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Võ Thị Tươi và bên cạnh mình là chị Võ Thị Thu, hiện đang là chuyên viên tư vấn của công ty Truyền sinh. Kính thưa quý bà con, thì bệnh gan trên tôm là căn bệnh thường gặp và gây thiệt hại khá lớn đối với ao nuôi tôm của chúng ta nếu như không biết cách phòng và điều trị đúng cách. Và quý bà con của chúng ta cũng đã biết gan tôm chính là cơ quan quan trọng nhất của tôm. Và mọi cái vấn đề liên quan đến việc nhiễm virus hoặc là vi khuẩn trên tôm thì đều xuất phát từ gan. Và đây cũng chính là cái bộ phận mà giúp cho tôm lọc bỏ các độc tố độc thải ra khỏi cơ thể của tôm. Gan tôm có tốt thì tôm mới có thể phát triển khỏe mạnh được. Chính vì vậy ngày hôm nay chúng tôi mới thực hiện chương trình này với chủ đề giải pháp phòng và điều trị các bệnh về gan tôm. Quý bà con của chúng ta đang theo dõi chương trình, có bất kỳ câu hỏi hay là thắc mắc nào có thể comment trực tiếp ở livestream này hoặc là gọi điện thoại qua số điện thoại 1900 565681 để được giải đáp trực tiếp, hoặc là trong quá trình nuôi tôm của chúng ta cũng có thể liên hệ lại để được bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty giải đáp cho chúng ta một cách chi tiết nhất. Xin nhắc lại số điện thoại để bà con của chúng ta có thể liên hệ 1900 565681. Và trong chương trình ngày hôm nay thì cũng giống như những chương trình lần trước thì công ty Trường Sinh cũng có một mini game nhỏ dành cho quý khán giả cũng như là bà con đang theo dõi chương trình có những được chia sẻ về livestream này trên trang cá nhân cũng như là trên các hội nhóm nhiều nhất. Đó là những phần quà có giá trị từ 50 đến 200 nghìn đồng những chiếc cạc điện thoại. Và ngay bây giờ thì không để mất khá nhiều thời gian của quý bà con thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những chia sẻ từ chị Thu, đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tôm bị bệnh gan. Xin mời chị. Xin kính chào quý bà con cùng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Như tôi đã nói ban đầu thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu các vấn đề liên quan đến bệnh gan ở tôm. Thì đầu tiên về nguyên nhân gây bệnh gan thì chúng ta đi vào một số nguyên nhân chính như sau. Thứ nhất là do tôm mình bị nhiễm virus. Thứ hai là tôm sẽ bị nhiễm những cái dòng khuẩn Vibrio mang tên là Bartonellosis. Dòng này có cái gen có độc tính rất là mạnh khi mà nó xâm nhập vào cơ thể tôm và nó sẽ gây ở tôm là chết rất là nhanh. Thứ vấn đề nữa là do quá trình mình quản lý môi trường ao nuôi tôm mình không được đảm bảo, là cái ao nuôi tôm mình rất là dơ, môi trường ao nuôi xấu, nồng độ kiềm pH thay đổi đột ngột cũng như các yếu tố khí độc của ao nuôi mình tăng cao, tảo có thể tăng hoặc là giảm đột ngột, môi trường nhiệt độ trong môi trường ao nuôi tôm biến động đột ngột làm cho tôm bị suy yếu và dẫn đến gan bị bệnh. Vấn đề nữa là do trong quá trình mình mua con giống về để nuôi tôm thì cái nguồn cái con giống nó đã bị nhiễm gan sẵn rồi. Vì vậy khi mà chúng ta thả vào ao nuôi tôm khoảng tầm 15-20 ngày là tôm mình nó đã bị bệnh gan và bị rớt. Một vấn đề nữa là trong quá trình nuôi tôm bà con mình quá lạm dụng những cái hóa chất, ví dụ như những cái sản phẩm mà diệt giáp sát, đó là những trong những sản phẩm nó có cái độc tính rất là cao, khi chúng ta tạt xuống diệt những cái con giáp sát thì nó sẽ ảnh hưởng tới tôm và gây bệnh gan của tôm. Đó là một số những cái nguyên nhân chính để cho tôm mình bị bệnh gan. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Thu dành cho quý khán giả cũng như là bà con đang theo dõi chương trình. Và kính thưa quý bà con thân mến, thì khi mà tôm gặp phải tình trạng bị bệnh gan thì tôm sẽ thường có dấu hiệu đó là giảm ăn, bắt bờ và bị lờ đờ. Và khi mà gặp phải tình trạng tôm bị teo gan thì chúng ta sẽ quan sát nhìn thấy rằng là gan tôm của chúng ta thường nhỏ lại, có màu đen, chai và dai. Gan tôm sẽ không bị vỡ và nó sẽ nguyên khối. Và đường ruột của tôm thì sẽ rỗng và tôm cũng sẽ chết rải rác. Nếu như mà tôm chưa nhiễm bệnh thì tôm sẽ vẫn ăn bình thường, và nên bà con của chúng ta phải lưu ý. Còn khi mà gặp phải tình trạng gan tôm bị nhũn thì chúng ta sẽ dễ dàng thấy là gan của tôm có màu vàng nhạt, dễ bị vỡ và có chất dịch chảy ra. Và khi mà giải phẫu tôm thì bà con của chúng ta dùng hai ngón tay bóp nhẹ thì sẽ thấy gan tôm của chúng ta bị vỡ nát. Còn trường
trường hợp bị hoại tử gan thì ruột của tôm sẽ trống, gan có màu trắng vây xung quanh và tôm bún liên bún trên mặt nước và rất là nhanh. Và nếu như gặp phải tình cái trường hợp này thì bà con của chúng ta cần kiểm tra xem là trong ao tôm của chúng ta là số lượng tôm đang bị hoại tử như có nhiều hay ít. Nếu như mà nhiều quá thì chúng ta còn phải thu nhanh chóng thu tôm để mà tránh cái tình trạng là gây hao hụt cho ao tôm của chúng ta. Còn nếu như mà mới phát hiện thì bà con của chúng ta có thể sử dụng thuốc thảo dược để mà cho tôm ăn. Ở đây thì tôi xin giới thiệu sơ qua, đó là dòng thảo dược Pepogen và TX1002 chúng ta tạt xuống ao. Sau đó thì bà con sử dụng cái TX1001 để mà cho tôm ăn, để hỗ trợ cho tôm trong trường hợp này. Và tiếp theo thì chị Thu có thể chia sẻ đến bà con của chúng ta đang theo dõi chương trình cách mà phòng bệnh cho tôm để tránh trường hợp mà tôm bị bệnh gan hay không? Xin mời chị. Vâng, cảm ơn Tươi. Sau đây thì tôi xin chia sẻ về những cái biện pháp phòng cho tôm khi trường hợp hạn chế tôm bị bệnh gan. Đầu tiên là trong cái quá trình mà mình nuôi tôm thì mình phải luôn luôn quản lý tốt một cái môi trường ao nuôi tôm của mình. Trong trường hợp mà môi trường thời tiết ao nuôi có biến động thì mình phải xử lý kịp thời. Ví dụ như là khi pH tăng nhẹ, mình phải có xử lý kịp thời tránh những trường hợp mà khi nó xâm nó lại ảnh hưởng tới tôm, gây sốc tới tôm. Và thứ hai nữa là mình phải thường xuyên mình ngoài cái việc chạy quạt thì mình cũng nên bổ sung cái lượng oxy đầy đủ cho môi trường ao nuôi tôm. Tùy vào những cái thời gian lột xác của tôm thì mình cung cấp cái lượng oxy mình nhiều hơn so với bình thường. Vấn đề nữa là mình nên diệt khuẩn định kỳ bằng cái sản phẩm là SDK của công ty Trường Sinh. Diệt khuẩn tầm 5 đến 7 ngày thì mình dùng diệt một lần, cái liều dùng là 2 lít trên 1 mét khối nước. Mình diệt khuẩn lại môi trường ao nuôi để hạn chế cái lượng khuẩn nó vượt quá cái giới hạn mà gây bệnh cho tôm. Sau khi diệt khuẩn xong thì nhớ là ngày hôm sau mình nên cấy vi sinh lại để ổn định lại cái hệ vi sinh trong môi trường ao của tôm. Định kỳ bà con mình nên quản lý cốc ao nuôi, xử lý gieo yuca đặt xuống để ổn định cũng như là hấp thụ những cái độc tố kim loại nặng trong môi trường ao nuôi tôm. Dùng cái sản phẩm test B2 như đợt trước tôi cũng có giới thiệu là để lắng lọc môi trường ao nuôi tốt hơn, cũng như mình quản lý cái lạnh tạo tránh cái trường hợp tạo bùng phát nặng nó sẽ ảnh hưởng tới tôm. Mình diệt mình cắt tạo định kỳ như vậy cũng như lắng lọc môi trường ao nuôi định kỳ thì giúp cho môi trường ao nuôi mình luôn luôn ở mức độ là ổn định thì tôm nó sẽ phát triển tốt. Bên cạnh đó thì bà con mình nên hỗ trợ những cái sản phẩm là TX1001. Đây thì tôi giới thiệu đây sản phẩm là TX1001. Đây là sản phẩm hỗ trợ phòng và điều trị các bệnh về gan. Mình dùng cái sản phẩm này mình cho ăn phòng cách 5 ngày, mình cho ăn một ngày. Một ngày thì khoảng liều lượng là 25ml trên 1kg thức ăn. Mình cho định kỳ giúp cho hệ tiêu cái gan được nó ổn định. Cũng như gan nó phát triển ổn định thì cơ thể tôm sẽ phát triển tốt. Bên cạnh cái việc mà hỗ trợ cho tôm ăn thuốc, xử lý môi trường thì bà con mình nên chọn cái nguồn thức ăn có nhiều chất dinh dưỡng cũng như là thức ăn tốt để hỗ trợ những cái nguồn dinh dưỡng cho tôm. Ngoài việc ra mình cũng nên bổ sung vitamin C khoáng để tăng cường cái sức đề kháng cho tôm. Khi mà cơ thể tôm khỏe mạnh thì nó sẽ là hạn chế lại cái khả năng tôm bị nhiễm bệnh về gan. Vâng ạ, đây là một số những cái chia sẻ của Thu về công tác phòng bệnh gan đang bà con mình lưu ý ạ. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Thu dành cho quý khán giả cùng bà con đang theo dõi. Thì kính thưa quý khán giả và bà con thân mến, thì bệnh gan trên tôm sẽ thường xuất hiện vào tất cả các mùa trong năm. Tuy nhiên thì nó sẽ thường xuất hiện vào mùa mưa là nhiều hơn mùa nắng. Vậy thì khi gặp phải tình trạng tôm bị bệnh gan rồi thì chúng ta còn phải điều trị như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ chị Thu. Xin mời chị. Rồi, cảm ơn câu hỏi của Tươi. Thì khi mà trong trường hợp tôm đã bị bệnh gan rồi thì mình nên có những cái xử lý như sau. Thứ nhất là mình phải kiểm tra lại cái môi trường ao nuôi tôm của mình đang ở trong giai đoạn như thế nào. Một là ao mình kiểm tra các nồng độ khí pH, kiểm tra khuẩn cho ao nuôi tôm xem được có khuẩn gan không. Thứ hai nữa là mình kiểm tra những cái độc oxy để tìm ra được cái nguyên nhân lý do
do sao tôm bị bệnh gan. Sau đó thì bà con mình nếu mà có thể thay nước được thì rất là tốt, tại vì mình thay nước được sẽ giảm được những cái tác nhân xấu trong môi trường mình ra, là mình ổn định lại gan như lại. Nhưng mà cái nguồn nước mình thay, mình lấy cấp vô phải là chọn nguồn nước nó tốt. Tránh trường hợp trong môi trường ao mình đang bùng phát dịch bệnh mà mình thay nước cấp nước nhiều quá là sẽ mang cái mầm bệnh vào ao mình thì tôm mình sẽ càng nặng hơn. Cái sau khi mình thay nước, mình coi lại ổn định lại môi trường ao nuôi tôm, mình xử lý tảo hay là các yếu tố để ảnh hưởng đến thay đổi trong môi trường ao tôm mình sao, thì mình dùng cái sản phẩm SDK, mình tạt xuống môi trường ao nuôi là 2 lít trên 1.000 mét khối nước, mình diệt khuẩn lại ao nuôi mình để hạn chế cái lượng khuẩn, diệt những cái mầm bệnh trong môi trường ao nuôi tôm. Ngoài khả năng diệt khuẩn ra thì SDK còn có khả năng là chống sốc cho tôm khi môi trường thay đổi, cũng như là có những cái thành phần thảo dược giúp cho tăng cường hiệu miễn dịch cũng tăng cường sức đề kháng cho tôm. Đó. Mình diệt khuẩn xong thì mình dùng cái sản phẩm TS1001 nhóm này tôi có giới thiệu. Mình tạt 2 lít trên 1.000 mét khối nước, kết hợp với mình tạt cái sản phẩm TR55, đây là một sản phẩm giải độc tố gan cho tôm rất là tốt. TR55 mình tạt xuống cũng 2 lít trên 1.000 mét khối nước. Ngày đầu tiên mình tạt thuốc thì mình nên là cắt cử cho tôm ăn. Ngày thứ hai khi mình trộn thuốc cho tôm ăn thì mình dùng cái sản phẩm TS1001, mình trộn với liều dùng là 50ml trên 1kg thức ăn để ăn liên tục 3 ngày đến 4 ngày, một ngày 3 đến 4 tử liên tục để giúp cho tôm hồi phục lại cái chức năng gan của tôm và điều trị cái bệnh gan của tôm. Đó là một cái số mình cách mình xử lý khi trong trường hợp ao tôm mình bị bệnh gan. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi dành cho quý khán giả cùng bà con đang theo dõi chương trình. Và thưa chị thì theo tôi được biết thì vi khuẩn Vibrio luôn có mặt trong môi trường ao nuôi tôm, và trong điều kiện thuận lợi thì số lượng vượt quá mức cho phép thì sẽ tấn công con tôm của chúng ta. Vậy có cách nào để kiểm tra được cái số lượng khuẩn trong ao nuôi của chúng ta hay không? Mà mời chị chia sẻ đến bà con. Vâng, thì trong môi trường ao nuôi tôm mà con mình rất là khó để biết được là ao nuôi tôm mình đang ở trong tình trạng khuẩn như thế nào. Thì bên cạnh đó thì công ty Trường Sinh cũng đã có rất là nhiều những cái cơ sở kiểm tra mẫu nước cho bà con mình tại các đại lý phân phối sản phẩm công ty Trường Sinh. Thì bà con mình sẽ vui lòng mang những cái mẫu nước này đến tại những cơ sở kiểm tra mẫu nước để kiểm tra thử ao mình cái mức độ khuẩn như thế nào, khuẩn nhiều ít hay là khuẩn gan hay đường ruột hay là ao có độc tố, để mình xử lý cho kịp thời. Thì công ty Trường Sinh mình kiểm tra diệt khuẩn trên những cái đĩa thạch TCBS. Cái đĩa này nó sẽ giúp cho chúng ta nhận dạng được cái khuẩn trong môi trường ao nuôi mình đang ở trong tình trạng nào để mình xử lý. Đó là một cái số những cái cách mà bà con mình kiểm tra được khuẩn. Thì bà con mình có thể mang những mẫu nước đó đi ạ, để lên để kiểm tra. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị. Và ngay bây giờ thì trên tay của tôi vừa nhận được một câu hỏi của một khán giả gọi đến tổng đài. Anh Ngọc có số điện thoại 0337689889 ở Cầu Ngang, Trà Vinh có hỏi: tôm thẻ 15 ngày, tôm vẫn ăn bình thường nhưng đi kiểm tra nước có khuẩn gây bệnh gan thì xử lý như thế nào? Mời chị chia sẻ câu hỏi này cho anh Ngọc cũng như khán giả đang theo dõi chương trình. Thì trong trường hợp tôm thẻ mà mới có 15 ngày mà đã có khuẩn gây bệnh gan mà tôm vẫn phát triển bình thường, có nghĩa là cái tỷ lệ mà khuẩn nó xâm nhập vào tôm là đang còn rất là ít, chỉ là một số con bị bệnh thôi, mà hầu hết là nó vẫn phát triển tốt bình thường. Trong cái trường hợp của anh Ngọc thì mình nên là dùng cái kiểm tra lại ao nuôi đầu tiên ạ. Mình kiểm tra lại ao nuôi xem thử nó có những cái biến động không như ban đầu tôi đã chia sẻ. Cái thứ hai nữa là mình dùng cái sản phẩm SDK, mình tạt 2 lít trên 1.000 mét khối nước. Cái sản phẩm này thì khoảng khi tôm đang còn nhỏ thì khoảng không gây ảnh hưởng, nên bà con mình rất là yên tâm trong cái trường hợp dùng cái sản phẩm này. Mình dùng là diệt khuẩn là xong rồi mình sẽ dùng cái sản phẩm TS1001, mình hỗ trợ tạt xuống cũng như cho tôm ăn định kỳ để giúp tôm nó hồi phục lại bộ gan luôn. Nếu trong trường hợp mà tôm mình chưa nhiễm bệnh nó chỉ môi trường đã có khoảng mình test kịp thời
kiểm tra kịp thời thì mình hỗ vẫn hỗ trợ cái sản phẩm 1001 cho công an phòng bệnh để giúp cho gan tôm nó luôn đẹp tốt, khả năng tiết dịch nhầy của nó tốt thì tôm nó sẽ phát triển ổn định hơn. Còn trong trường hợp mà nó đã bị nhiễm một ít rồi thì mình cũng nên mình cho ăn để nó điều trị lại cái bệnh tôm, nhiều khi nó tiềm ẩn trong nó bị rồi mình chưa phát hiện. Đầu tiên nhất là bà con mình nên xử lý là cái NH3 trước. Mình phải xử lý được cái môi trường ăn nuôi mình xong thì sau đó mình sẽ quay qua mình điều trị tôm thì nó hiệu quả mang lại sẽ cao hơn rất là nhiều. Để trong trường hợp mà mình chỉ xử lý ăn tôm thôi, mình cho tôm ăn thuốc thôi mà mình chưa xử lý được cái môi trường ăn nuôi thì trong quá trình nó điều trị tôm luôn tiếp nhận những cái độc tố trong môi trường ăn nuôi tôm ảnh hưởng tới gan của tôm thì cũng sẽ rất là khó điều trị được cái tôm bị gan. Vậy nên đầu tiên là tôi mình vẫn và xử lý môi trường đầu tiên, xử lý cái khí độc NH3 thì xử lý như thế nào thì tôi chia sẻ. Thì thứ nhất là bà con mình nếu mình có thể thay nước được thì rất là tốt, sau đó là mình sử dụng cái sản phẩm Yuka để mình tạt xuống môi trường ăn, tạt xuống ao để nó hấp thụ những cái, ngoài cái việc mình tạt Yuka và gieo ra thì mình nên bổ sung cái sản phẩm là men TS01 men vi sinh xử lý đấy. Trong cái hàm lượng vi sinh này nó có những cái con vi sinh là Nitrobacter cũng như là Nitrosomonas khả năng giải phân giải độc tố rất là cao, mà phải dùng những cái dòng vi sinh có những cái con này để mà mình đặt xuống môi trường ăn nuôi để xử lý được cái đáy ao cho tốt. Sau khi mà mình xử lý độc tố xong thì bà con ngày hôm nay mình đi xử lý độc tố thì mình kết hợp là dùng cái sản phẩm SDK mình tạt xuống ao nuôi tôm là nước. Sau khi mình tạt xong rồi thì mình còn tiếp tục dùng như hôm nay vừa chia sẻ là mình bổ sung sản phẩm TS1001 2 lít trên 1 lít nước kết hợp với sản phẩm là TR55. Tại vì ao này mình đang có bị độc tố rồi, ao đã bị độc tố rồi, tôm sẽ để hấp thụ độc tố tại gan rồi, vì vậy mình phải bổ sung tạt cái TR55 để phân giải độc tố của nó ra. Thì mình kết hợp 1001 và TR55 tạt xuống ao. Tạt xuống ao xong thì mình ngày đầu tiên mình cắt cử và ngày thứ. Và tiếp theo là một câu hỏi của một khán giả ở Nam Định, anh Thắng có số điện thoại 0383606520, có hỏi tôm 46 ngày vừa rồi bị phân trắng, nay thấy gan vàng, tôm có bị tôm đi phân đứt khúc dính đít thì dùng TS1001 kết hợp với TS309 được không? Xin mời chị chia sẻ câu hỏi này dành cho anh Thắng cùng khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, cảm ơn Tươi cũng như cảm ơn câu hỏi của anh Thắng. Anh Thắng đang hỏi về sản phẩm TS101 có thể kết hợp với sản phẩm TS909 được không? Vậy đây là một khách hàng đang sử dụng sản phẩm tự sinh. Cảm ơn anh Thắng. Thì khi mà cái sản phẩm trong trường hợp ao tôm mình bị phân trắng mà nó bị dính đít nữa, đây là trường hợp nặng hơn của phân trắng, tức là bị kiết thì nó sẽ ảnh hưởng tới gan, và thứ nhất gan mình nó ngoài việc nguy không dính đít ra thì nó ảnh hưởng tới gan mình sẽ bị mờ nhạt, gan mình sẽ nhạt đi hoặc nó bị teo lại. Trong trường hợp này thì mình bổ sung cái sản phẩm TS101 và TS909 và cho cơm là đúng ạ. Nên là anh Thắng có thể dùng được. Và dùng như thế nào thì tôi xin chia sẻ kỹ hơn để anh Thắng mình hỗ trợ cho tôi mình. Thứ nhất là anh cũng vẫn phải coi lại thử ao nuôi mình như thế nào đã, cách nồng độ yếu tố như thế nào về môi trường ao nuôi tôm, mình xử lý môi trường ao nuôi tôm xong thì mình sẽ đi qua vấn đề là điều trị phân trắng. Mình tạt cái sản phẩm SDK xuống môi trường ao nuôi 2 lít trên 1000 mét khối nước. Sau đó 2 tiếng đồng hồ sau anh tạt cái sản phẩm TS999 điều trị phân trắng trước. Xong rồi mình tạt 2 lít trên 1000 mét khối nước. Sau ngày hôm đầu tiên thì mình nên cắt cử, tại cái đường ruột nó đang rất là yếu, mình cũng hạn chế cho ăn lại cắt cử. Ngày thứ hai là mình bổ sung cái sản phẩm TS1001 và TS999 trộn cho tôm ăn. Thì mình trộn là cử sáng với cử chiều thì mình trộn TS999, cử trưa thì mình trộn TS1001, mình ăn liên tục 3 ngày 4 ngày, liều dùng là 50ml trên 1kg thức ăn. Ngày thứ 3 đến 4 cử, nếu mình ăn liên tục như vậy thì cái hệ tiêu hóa đường ruột cũng như là gan của tôm nó sẽ được song song, được điều trị song song và tôm mình sẽ bệnh. Thế trong trường hợp A của anh Thắng. Dạ rồi, vậy xin cảm ơn anh Thắng. Nhân tiện câu hỏi của anh Thắng thì cũng có một câu hỏi để hỏi chị Thu, bởi vì cũng có nhiều khán giả thắc mắc thì nhân tiện này thì chúng ta sẽ giải đáp cái thắc mắc đó. Đó là cái sản phẩm TS1001 và TS309 của chúng ta khi mà gặp phải tình trạng
dạng tôm giống như trường hợp của anh Thắng thì chúng ta có thể trộn hai sản phẩm lại với nhau để cho tôm ăn cùng một lúc hay không, hay là chúng ta nên tách riêng ra? Vâng, câu hỏi đầu tiên rất là hay. Tại vì trong quá trình nuôi tôm thì tôi cũng gặp rất là nhiều trường hợp, thật sự là bà con mình luôn thắc mắc là trước giờ bà con mình nên trộn cho tiện á, tiện mình trộn thì tiện cho ăn một lúc luôn. Nhưng mà sau khi chia sẻ thì tôm cũng như con người và cá mình cũng thuốc gan với đường ruột là hai hệ chức năng hoàn toàn khác nhau, thì mình nên tách ra để khi xử cái vấn đề để cái quá trình hấp thụ thuốc của tôm nó sẽ tốt hơn. Thì nếu mình trộn lại thì không gây, nói chung là mình trộn thì sẽ không có cái tác hại xấu gì hết. Nhưng mà mình nếu muốn cho tôm mình đạt cái hiệu quả cao nhất thì mình nên tách cử ra, tách thuốc ra, cử này mình cho ăn 1001 thì cử kia cho tí chín, chứ mình không nên trộn lại. Dạ, đó là cái mình cho thu xin chia sẻ như vậy ạ. Vâng, xin kính thưa quý khán giả cùng bà con đang theo dõi chương trình, qua những chia sẻ vừa rồi của chị Thu thì hy vọng rằng quý bà con của chúng ta đang theo dõi chương trình sẽ hài lòng với câu trả lời, và chúng ta sẽ sử dụng thuốc một cách chính xác hơn là chúng ta nên tách thuốc ra, chia cử ra vào buổi sáng và buổi chiều thì chúng ta cho tôm ăn cái dùng TS309, và buổi trưa thì chúng ta sẽ sử dụng TS1001 để hỗ trợ cho tôm. Như vậy thì cái hiệu quả mang lại nó sẽ tốt hơn, và con không nên là trộn một lúc hai sản phẩm lại với nhau. Và tiếp theo là một câu hỏi của chị Kha có số điện thoại 0389503133 ở Nghệ An. Chị có hỏi là hôm nay mới phát hiện có một số con tôm bị teo gan, trắng ruột. Công ty có sản phẩm xử lý trường hợp này của tôm không? Có đại lý nào phân phối thuốc của công ty ở Bình Lưu, Nghệ An không? Xin mời chị chia sẻ câu hỏi này cho chị Kha cùng khán giả đang theo dõi. Rồi, cảm ơn Thư cũng như cảm ơn câu hỏi của chị Kha. Thì trong trường hợp mà ao tôm mình bị teo gan, đó là bị trống ruột được, thì ao tôm này nó rất cái khả năng cao là nó đã bị teo gan rồi mà mình chưa xử lý được, là nó ăn rất là yếu, và cũng như những con tôm nó bỏ ăn thì dẫn đến trường hợp tôm nó bị trống ruột, nó không có thức ăn con đường ruột của tôm, để do sức khỏe của tôm sẽ yếu và nó bỏ ăn. Thành ra là trong cái trường hợp này thì bắt đầu tiên chỉ vẫn là xử lý môi trường, coi lại môi trường mình đã, xem thử ăn mình có những cái biến động gì thay đổi hay không, từ tạo hàm lượng pH kìm khí độc đó, và những cái trong môi trường ăn mình có thay đổi như thế nào. Sau khi mình xử lý tốt một cái môi trường xong thì đi qua là mình điều trị, thì mình dùng là cái sản phẩm là SDK tạt xuống trước đã để diệt khuẩn lại môi trường ăn mình đã, hạn chế lượng khuẩn trong ao tôm đã, xong bắt đầu là mình mới đi vào là điều trị là sản phẩm là TS1001 cũng như là TR555 mình tạt xuống ao 2 lít trên 1 ngàn lít nước. Ngày đầu tiên cũng cắt cử, ngày thứ hai là mình bổ sung cái sản phẩm TS1001 cho tôm ăn. Trong trường hợp tôm bị trống đường ruột, có thể đường ruột nó đang bị ảnh hưởng rồi, thì mình nên kèm thêm một cử nữa, đó là cử thuốc Levetiracetam của công ty Trường Sinh. Sản phẩm này là sản phẩm điều trị các bệnh đường ruột ở tôm, như là trống đường ruột, loạn đường ruột đấy. Thì mình trộn thì mình cũng kết hợp là cử sáng với cử chiều mình cho ăn TS1001, cử trưa mình hỗ trợ ăn các sản phẩm Levetiracetam, liều dùng là 50ml/1kg thức ăn, mình hỗ trợ như vậy, vừa kết hợp gan vừa hỗ trợ thêm những cái hệ đường men đường ruột, những cái mức bổ trên đường ruột của tôm, thì nó sẽ hỗ trợ cái bệnh trong trường hợp của chị Kha. Thì chị Kha có hỏi là có đại lý nào phân phối ở Bình Lương, Nghệ An hay không? Thì các sản phẩm của công ty Trường Sinh thì được phân phối trải dài khắp cả nước. Ở Nghệ An là Bình Lương, Nghệ An là một trong những địa phương tôm cũng khá nhiều, vậy nên là công ty Trường Sinh có rất là nhiều đại lý ở khu vực Bình Lương, Nghệ An cũng như là Nghệ An. Thì bà con mình chị Kha có thể đến đại lý chú Bính hoặc là của anh Thiện. Về mà mình muốn biết chi tiết hơn về địa chỉ đại lý hoặc cái số điện thoại đại lý để mình liên hệ tới đại lý đấy, thì em mời chị mình gọi đến số tổng đài là 1900 56 5681 để nhân viên tư vấn hỗ trợ cho bà con nuôi tôm mình, để mình biết rõ hơn cái địa chỉ để tới mình mua, mình điều trị cho tôm mình kịp thời. Cảm ơn chị Kha. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị Kha cũng như là chia sẻ của chị Thu. Và tiếp theo là một câu hỏi của một khán giả có Facebook là Đan Phan. Anh có hỏi là ao cảo nhiều quá, hỏi cách xử lý như thế nào?
mời chị chia sẻ về vấn đề này cho anh Phan. Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh Phan. Đây là một câu hỏi nói là một trong những nguyên nhân tiềm tàng tha thở nhiều quá là một nguyên nhân tiềm tàng bệnh về gan và bệnh của tôi. Thì xử lý như thế nào thì mình phải biết, hoặc là auto mình xuất hiện những cái tạo độc như là tạo lam, tạo giác, tạo mắt, nó gây độc tố, những cái tiết những cái độc tố làm ảnh hưởng đến đường ruột của tôi. Thì mình phải xác định được cái tạo mình là tạo như thế nào đã, sau đó mình mới xử lý các tạo. Thì nếu mà xử lý tốt nhất thì đầu tiên anh nên là giảm lượng thức ăn xuống. Chỉ trong môi trường ăn mình cái quản lý ăn thức ăn của mình giảm bớt đi để giảm hạn chế được cái lượng tạo trong môi trường ăn như thế này. Rồi buổi tối hôm nay mình thấy phát hiện tạo bùng lên thì mình xử lý giảm ăn, xả bớt nước. Buổi tối mình bổ sung men vi sinh xử lý đáy liều cao, mình đặt liều cao so với bình thường. Rồi mình kết hợp có thể đánh vôi để hạn chế cái sự phát triển của tạo. Đến sáng ngày hôm sau tầm 4 đến 6 giờ sáng anh đăng phan thì đạt cái sản phẩm là TSB52, đạt 2 kg/1000 m³. Đây là sản phẩm cắt tạo xử lý amoi rất hiệu quả của công ty Tiền Sinh. Thì mình xử lý sau khi cắt tạo xong thì vào ngày hôm sau mình cũng nên tiếp tục cấy lại cái men vi sinh để nó xử lý những cái sắc tạo chết, những cái sau khi cắt sắc tạo những cái men vi thừa trong môi trường ăn nuôi tôm, cũng như ổn định lại môi trường ăn nuôi tôm. Nếu mà trong trường hợp ăn nuôi tôm của mình cái lượng tạo nó quá dày, mình cắt một lần nhưng mình thấy cái tỷ lệ giảm khoảng tầm trên 1000 m³, mình cắt một lần nữa để nó triệt để cái lượng tạo trong môi trường ăn nuôi để hạn chế lại cái tạo. Sau đó là mình là chắc chắn là mình xử lý ao nhiều quá, xử lý 2 lần là sẽ thành công. Trong trường hợp mà sau khi mình xử lý tạo xong rồi mà mình muốn gây lại một tạo thì mình dùng cái men vi sinh mình ủ với mặt đường tấm gạo, mình tạt ủ lên men qua đêm khoảng tầm 12 tiếng, mình tạt vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau là gây lại cái màu ao nuôi của mình. Như vậy là được ạ. Trong trường hợp ao nuôi của anh từ đâu là đâu là mình phải coi lại, thứ nhất là nguồn thức ăn dư thừa, thứ hai nữa là cái lượng oxy trong môi trường ao nuôi của mình nó thấp, rồi bùng phát của cái khí độc NH3 cũng như nổ hai trong môi trường ao nuôi tôm mình, nó lượng thức ăn dư thừa quá nhiều. Vậy nên thành ra khi mà xử lý ao bạc thì với ao bạc thì mình vẫn thường xuyên thay nước đúng không ạ? Mình thay nước nhưng mà cái mình phải coi lại vấn đề thay nước của mình như thế nào. Nếu mà thường thay nước đó là cái biện pháp rất là tốt khi mình xử lý những cái trường hợp ao có khí độc ao trong ao nuôi tôm, thì mình đầu tiên là mình phải thay nước định kỳ. Trong cái vật ao có khí độc thì phải ngắn ngày hơn, hoặc mấy ngày, 3-4 ngày là mình, 5 ngày là mình nên xử lý thay nước rồi. Còn a mà lớn thì mình cứ liên tục thôi, mình thay ít dần thay liên tục để cho nó ổn định lại cái môi trường ăn nuôi, cũng như là xả bớt cái lượng NO2 ra. Cái thứ hai là đối với NO2 thì bắt buộc mình phải bổ sung lượng oxy nhiều vào ao tôm, nguồn cung cấp nhiều để tăng lượng khí oxy trong ao nuôi tôm thì cái khí độc NO2 nó sẽ bị giảm xuống. Thứ hai nữa là mình giảm ăn lại, giảm lượng thức ăn dư thừa lại. Vấn đề nữa là mình bổ sung cái sản phẩm là men vi sinh có hàm lượng những con vi khuẩn đấy, nó có thể xử lý được độc tố NO2, phân giải cái NO2 ra, là cái vi khuẩn vi sinh nitrobacter cũng như là vi sinh nitrosomonas. Những sản phẩm này nó có thể phân giải được cái độc tố NO2. Thì mình có thể hỗ trợ những cái sản phẩm này, medicine này, để lúc mình mua men mình phải để ý, mình coi lại cái hàm lượng là vi sinh gì, mình chọn những cái vi sinh như em vừa nói để mình tạt xuống môi trường ao nuôi tôm để nó giảm phân giải được cái độc tố NO2 ra. Và thứ hai nữa là mình bổ sung gel và vi sinh tạt liên tục như vậy. Đấy. Những cái đó là những cái cách để làm hạn chế được cái khí độc NO2 ra. Chứ mà nếu mà nói cái xử lý trong một ao trường hợp ao nuôi tôm bùng phát nhiều, mình xử lý triệt để là em nói là không có, triệt để là không có, mình chỉ giảm đi để nó tránh trường hợp mà xâm nhập những cái tác động vào tôm, gây bệnh cho tôm mà thôi, và gây chết độc ngột của tôm khi nó nhiễm độc tố, cũng như con người mình bị nhiễm độc tố đấy, rất độc ngột, mình nhiễm nặng quá là mình rớt thôi đấy. Tôm cũng vậy thôi, vậy nên là mình phải luôn luôn thì quản lý được cái môi trường ao nuôi tôm. Thì như em cái trường hợp hậu ao bạc mình á, mình phải luôn luôn thay nước xử lý hạn lượng thức ăn. Em chắc chắn ao nuôi tôm mình thức ăn nhiều thì nó mới trong ao nuôi bạc mình thay nước như vậy nó còn tồn tại cái độc NO2
cũng như là cái mật độ mà nuôi tôm quá dày. Đó là những cái mình thấy hạn chế, là những cái đó thì mình sẽ phòng được và xử lý được cái lỗ hay đó. Cảm ơn cho các anh Kiều Hoàng Hậu ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của anh Kiều Hoàng Hậu và những chia sẻ vừa rồi của chị Thu. Và tiếp theo là câu hỏi của một bạn có tay là Biển Lành. Bạn hỏi: bao nhiêu khuẩn là vượt mức cho phép? Trường hợp khuẩn trong ao nuôi nhiều mà tôm còn bé thì nên sử dụng thuốc gì? Xin mời chị chia sẻ câu hỏi này cho bạn Biển Lành. Vâng, cảm ơn Tư cũng như cảm ơn Facebook và Biển Lành. Câu hỏi là bao nhiêu khuẩn là vượt mức cho phép? Trường hợp khuẩn trong ao nuôi nhiều mà tôm còn bé thì nên sử dụng thuốc gì? Thì trong cái câu hỏi đầu tiên là bao nhiêu khuẩn là vượt mức cho phép, thì đấy là mình phải đi kiểm tra mẫu nước, mình phải đi kiểm tra khuẩn trên những cái địa thạch, soi trên kính hiển vi để mình thấy được là bao nhiêu con khuẩn ở trong cái địa thạch đó. Nếu mà trong trường hợp mà a bị đục ruột thì nó sẽ có những cái khuẩn lên là màu xanh, còn màu vàng là những cái khuẩn gan. Còn trong trường hợp mà a mình có những cái chấm đen, tức là trong trường hợp ăn tinh tôm mình có những cái khuẩn mà lên nó màu xanh thì đó là những khuẩn về gan, còn màu vàng đó là những khuẩn về đường ruột, và lên những cái chấm đen đen chấm chấm đen đen màu đen thì cái nhà ăn mình có khả năng nó bị độc tố, bị độc tố. Thì cái lượng khoảng bao nhiêu con là nhiều thì là tùy vào cái lượng mà người kiểm tra các nước, tùy vào cái lượng họ lấy cái cây microbipet họ lấy cái số lượng là bao nhiêu, thì trung bình thường thường là người ta sử dụng cái khoảng 10 micrometer. Thì dùng thì mình kiểm tra trên cái khoảng đấy, nếu mà tầm cỡ dưới 10 con, tức là tầm bình thường, mà tầm cỡ từ 10 con đến 20 con là đã có khoảng rồi, mình cũng nên sử lý. Còn trong trường hợp trên 20 con là trên 20 chấm, nếu không phải con là những chấm trên 20 chấm thì là mình nên xử lý diệt khuẩn ngay, và để cho hạn chế lại những cái khuẩn gây bệnh đường ruột như bệnh gan và tôm. Đó là những cái cách để kiểm tra khuẩn cũng như là biết được là cái khuẩn mình vượt mức cho phép là bao nhiêu. Câu hỏi thứ hai là trường hợp ăn nuôi tôm mình còn bé, thì mình hôm nay tôi cũng có giới thiệu là cái sản phẩm SDK đây ạ. Sản phẩm SDK này nó có thể diệt khuẩn được bất cứ cái thời gian nào, cũng như trong trường hợp tôm nhỏ hay tôm lớn. Tôm bé ở đây là bé bao nhiêu ngày thì nhiêu ngày cũng dùng được hết. Là cái sản phẩm SDK này thì bà con mình lưu ý nó rất là an toàn trong môi trường ao nuôi tôm, nên là mình nên sử dụng những cái sản phẩm thảo dược để hỗ trợ cho ao nuôi tôm mình nó ổn định hơn, phát triển tốt hơn. Vâng ạ, cảm ơn câu hỏi của bạn Biển Lan. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Biển Lan cũng như là câu trả lời của chị Thu và những chia sẻ của chị dành cho bạn. Thì khi mà muốn kiểm tra khuẩn trong ao thì bạn chỉ cần đem mẫu nước đến các đại lý để mà các bạn kỹ thuật các bạn sẽ kiểm tra cho chúng ta, và lấy những mẫu nước ở trong nước của chúng ta đem lên đó cấy vào trong đĩa, sau đó thì chúng ta sẽ phát hiện được là ao của chúng ta có nhiễm khuẩn nhiều hay ít. Tiếp theo là một câu hỏi của bạn có Facebook Lâm Văn Cường. Bạn hỏi cho hỏi TX1001 đó cho anh hay bạn, nếu đạt được thì định kỳ mấy ngày đạt một lần và có bán ở đâu tại Phú Tân, Cà Mau? Xin mời chị Thu ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của Tư cũng như câu hỏi của Facebook là Lâm Văn Cường. Thì anh hỏi là 1001 á, để tạo cho em thì nên vừa tạo vừa cho em được. Nên lưu ý là vừa tạo vừa cho em được. Trong trường hợp mà tôm nó yếu, nó bị bệnh mà nó yếu ăn thì mình phải tạo để nó không ăn được thức ăn thì nó sẽ hấp thụ thuốc ở môi trường nước. Mình sau đó là mình hồi phục, mình tạt thuốc một ngày là sức khỏe đã ổn được một chút rồi, thì mình hỗ trợ nó cho ăn, trộn cho ăn để nó hấp thụ trực tiếp vào cái cơ thể của tôm. Cái thứ hai là nếu được thì định kỳ dùng mấy ngày tạt một lần, thì định kỳ sản phẩm 1001 thì tôm cho giai đoạn tôm từ 1 đến 10 ngày thì mình nên tạt xuống 1001 xuống 20 là từ 1 lít đến 1 lít rưỡi trên 1.000 mét khối nước. Định kỳ nếu mình hỗ trợ thường xuyên thì mình nên cách khoảng 10 ngày là mình tạt xuống để hỗ trợ cho tôm và đồng thời cho ăn luôn. Vâng ạ. Còn câu hỏi là có bán ở đâu tại Phú Tân, Cà Mau? Thì tại Phú Tân, Cà Mau thì bên công ty Trường Sinh có phân phối thuốc tại những cái đại lý Phú Tú, đại lý Phúc Vinh ở Phú Tân. Thì đại lý Phú Tú thì ở thị trấn Cái Vô Đàm, huyện Phú Tân. Còn Quốc Bên là ở xã Phú Tân, huyện Phú Tân, thì mình phải đến những cái
Thì quý khán giả và bà con đang theo dõi chương trình, nếu như muốn biết chi tiết về đại lý khu vực mà mình cần mua thuốc thì có thể liên hệ trực tiếp đến tổng đài để các bạn chuyên viên tư vấn sẽ tư vấn cho chúng ta địa chỉ gần nhất. Xin nhắc lại số điện thoại để bà con của chúng ta có thể liên hệ, đó là 1900 565681. Và tiếp theo là một câu hỏi của bạn có Facebook là Hoàng Trọng. Bạn hỏi: tôm một tháng bị trắng gan, đi kiểm tra ao có khí độc NH3+1, công ty có sản phẩm xử lý khí độc NH3 và điều trị bệnh cho tôm không? Sản phẩm có bán ở Cù Lao Dung, Sóc Trăng không? Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Hoàng Trọng. Cảm ơn Tươi. Thì trong trường hợp mà tôm thì mới một tháng thôi mà tôm bị trắng gan rồi và đi kiểm tra nước thì có khí độc NH3 lên 1 chẳng. Còn thì trong trường hợp này thì hôm nay tôi cũng đã chia sẻ về xử lý độc tố, thì mình phải thứ nhất là xả nước, thay nước đi, thay nước dần dần, thay nước để nó suy phong tái lại, để môi trường ao nuôi mình ổn định lại khí độc lại, để xả bớt khí độc trong môi trường ao nuôi ra đã. Sau đó thì mình hỗ trợ cái sản phẩm gieo như ca mình tạt xuống ao nuôi tôm, hỗ trợ men vi sinh để xử lý được cái NH3 này, giảm lượng thức ăn lại. Còn trong trường hợp điều trị bệnh thì chúng ta đã tạt cái sản phẩm SDK 2 lít trên 1000 mét khối nước. Sau 2 giờ sau thì mình tạt cái sản phẩm TS1001 của 2 lít trên 1000 mét khối nước. Mình có thể kết hợp thêm cái sản phẩm TR555 để mình tạt hỗ trợ là giảm độc tố gan cho tôm ra. Sau đó cũng 2 lít trên 1000 mét khối nước. Và ngày đầu tiên mình cũng cắt cử, ngày thứ hai thì mình bổ sung cái sản phẩm TS1001 mình cho tôm ăn. Liều dùng là 50ml/1kg thức ăn, ăn liên tục 3-4 ngày là tôm sẽ hết cái bệnh trắng gan này. Nhưng mà mình cũng phải nên lưu ý là trắng gan, tôm trắng gan là tôm bị bệnh, nó là tỷ lệ nó nhiều chưa. Nếu mà tôm bị trắng gan, mất gan mà nó chuyển sang nhổ nó hoại tử rồi thì mình là tỷ lệ ăn nhiều thì mình cũng nên thu sớm để tránh nó cũng không. Cái một tháng là mình thả bỏ rồi, tôm rất là nhỏ, là mình phải coi lại coi lại thêm cái nguồn giống của mình nó có tốt hay không, rồi mình coi lại quá trình mình xử lý nước ao ban đầu cũng như là nó như thế nào để mà tôm mới có một tháng mà lại bị nhiễm bệnh gan, trắng gan rồi. Là một số cái lời khuyên của Thu. Thì khi mà trong trường hợp như vậy thì nếu mà bộ này mình nếu thấy nhiều quá thì không xử lý được thì cố gắng sau vụ sau mình nên cho ăn phòng ngay từ ban đầu cái sản phẩm 1001 rồi để cho nó hỗ trợ gan cho tôm. Thì Cù Lao Dung có đại lý nào không? Thì ở Cù Lao Dung là hiện nay là khách hàng ở Cù Lao Dung hầu hết là sử dụng các sản phẩm của công ty Trường Sinh mình. Nên ở đại lý là Trường Đạt, mình có thể đến đại lý Trường Đạt để mình mua những cái sản phẩm này để mình hỗ trợ cho tôm. Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Hoàng Trọng. Xin cảm ơn câu hỏi của anh Hoàng Trọng và những chia sẻ của chị Thu. Dạ, tiếp theo là một câu hỏi của bạn Biển Lặng. Bạn có một câu hỏi như thế này: vì sao mùa mưa tôm thường bị bệnh nhiều hơn? Và tôi được biết khi tôm bị bệnh đường ruột thì nên cắt cử, vậy tại sao khi tôm bị gan cũng cần phải cắt cử? Và khi cắt cử như thế thì tôm khỏe có bị yếu đi vì đói hay không? Vâng, xin mời chị Thu chia sẻ câu hỏi này. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn Việt ạ. Câu hỏi thì rất là hay luôn. Vì sao mùa mưa thường bị bệnh hơn? Thì lý do là khi mà mỗi lần mà mưa xuống thì hầu hết những cái yếu tố môi trường ao nuôi mình thay đổi đột ngột hết. Giống như con người mình nhạy, mình đang nắng mà đổ mưa mình cũng còn bị bệnh, chứ không ngồi trên con tôm nó ở trong cái môi trường nước cũng thay đổi đột ngột như vậy. Thì khi mà trong trường hợp các yếu tố như kìm, pH, nhiệt độ, mưa xuống trời ao nuôi thì là cái tảo mình nó sẽ dị rất là bị sụp tảo, thì nó không cũng như là tôm mình nó có cái lượng oxy trong tôm mình rất là giảm, lượng oxy giảm. Thì đó là những cái yếu tố thay đổi như vậy, thành ra tôm mình rất là sức đề kháng nó yếu, là thay đổi đột ngột sức đề kháng yếu, thật là cái cơ hội cho những con khoảng trong môi trường tôm mình nó xâm nhập đấy. Thì vậy nên thành ra khi mà đó là lý do tại sao mà khi mưa xuống thì tôm nó lại rất là dễ bị nhiễm bệnh, và bà con mình phải nên rất là quản lý thật tốt trong cái giai đoạn mà trời đang mưa hoặc là trời bắt đầu mưa và sau khi mưa. Thì mình nên xử lý thế nào thì tôi cũng chia sẻ luôn. Thứ nhất là khi mưa xuống bắt buộc bà con phải giảm ăn, giảm ăn, tại vì mưa xuống thay đổi đột ngột tôm nó sẽ rất là ít ăn. Mình cứ do những cái lượng ban đầu mình cho ăn tôm thì có lẽ là tôm mình nó không ăn được, tính ra cái môi trường nó lại càng làm môi trường mình xấu hơn. Cái thứ hai nữa là mình phải chạy quạt hết công suất tất cả các nhà quạt luôn. Mình chạy quạt để giúp cho tôm là thứ nhất là nó kiểu như là nó
bổ sung oxy cho tôm, bổ sung cái lượng oxy cho môi trường ao nuôi tôm. Ngoài ra nó còn giúp nó đảo đều nước, đảo đều nhiệt độ trong môi trường ao nuôi tôm, giúp cho tôm ao nuôi mình không bị phân tầng nhiệt độ. Nếu mà phân tầng ở tầng ao tôm thì nó có cái tính là thịt ấm, nó thích vào những nơi ấm. Nếu mà thường ấm thì ở dưới đáy, dưới đáy mưa thì nó hay xuống ở tầng mặt đó, mà nó ở dưới đáy thì đáy thì mình biết rồi, ao khí độc hay là tất cả những tôm xấu nó để dưới đáy ao á, tôm mình đưa người xuống đây thì nó sẽ nhìn cả tố rồi. Vậy nên thì mình phải đảo được nước để sao để nhiệt độ trong môi trường ao nuôi mình nó trung hòa, ổn định lại, không phân tầng nhiệt độ trong môi trường ao nuôi. Thứ hai là mình mưa xuống thì phải xả bớt tầng mặt đi để hạn chế cái nhiệt độ như là cái mực nước nó dâng quá lớn trong môi trường ao nuôi tôm. Đó là một số cái cách để bà con mình xử lý. Mình tạo khoáng, tạo vôi nhiều, tại vì mưa xuống thì nó lột xác rất nhiều. Đó, mình tạo sự khoáng, tạo vôi rồi mình đã là những cách mình xử lý khi ao nuôi mình có trời mưa. Thứ hai mình chia sẻ là tôm được biết khi tôm bị bệnh đường ruột thì nên cắt cử. Vậy tại sao khi tôm bị bệnh gan mình cũng cần cắt cử? Và khi cắt cử thế tôm khỏe có bị yếu đi gì đó hay không? Dạ, thì đường ruột thì mình nên cắt cử là chuyện tất nhiên, tại vì đường ruột non bị tổn thương mà mình cho ăn vào nó sẽ càng làm cái đường ruột mình nó co bóp, nó tổn thương hơn. Đó là cắt cử. Nhưng đối với gan mình cũng nên cắt cử. Tại vì sao? Có một số yếu tố như sau. Thứ nhất, khi mà tôm bị bệnh gan chắc chắn tôm nó sẽ giảm năng lại. Con nào bị bệnh thì nó giảm năng học bỏ ăn, còn con nào còn khỏe chưa nhiễm bệnh thì nó vẫn ăn bình thường. Nhưng mà mình đánh đồng trên cái ao nuôi tôm mình, chứ mình đừng có thiên vị quá. Mình thiên vị những con nào có khỏe thì mình cứ đặt cái ăn, thì những con yếu thì nó phải làm sao nó ra cái môi trường ao nuôi xấu thì những con yếu mình sẽ rất nhanh. Vậy nên là mình phải giảm cái lượng thức ăn của mình, mình cắt cửa. Cái ngày đầu tiên mà mình tạt diệt khuẩn cũng như tạt cái sản phẩm TS1001 và TR5 tạt xuống ao tôm rồi, thì mình đã tạt xuống ao tôm rồi, xong rồi mình cắt cửa. Trong cái thời gian cắt cửa đó, thuốc thảo dược nó sẽ hỗ trợ cho tôm, có những cái thành phần thảo dược, axit amin, nó sẽ chịu những thành phần hữu cơ, nó rất là tốt để tôm hấp thụ lại những cái thành phần đó, cho cái sức khỏe của nó không bị giảm sút. Giống như mình bị bệnh mà không ăn được chuyện nước vậy, đúng không ạ? Mình không ăn được thì phải đi chiều nước, thì khi chiều nước cơ thể mình nó vẫn được bồi bổ sức khỏe tốt, không có bị yếu hay là gì hết. Chứ mình đang bị bệnh mình cứ ăn vô là nó bị thương thật rồi hết bệnh này nó chuyển qua bệnh kia thì nó lại là không tốt. Thế là con mình phải lưu ý là mình phải cắt cử và giảm năng lại trong trường hợp tôm bị bệnh ruột cũng như tôm bị bệnh gan. Đó là ngoài ra là việc ảnh hưởng đến tôm rồi, ảnh hưởng tới môi trường ao nuôi tôm, nó càng làm cho tình trạng thức ăn dư thừa nặng nề trong ao tôm mình thì là càng khó xử lý hơn nữa. Vậy nên đó là những cái mình cần thiết mình giảm ăn cũng như là mình cắt cử, đó là rất là cần thiết. Nhưng bà con mình đừng có tiếc, đừng có tiếc thì tôm tao cứ sợ là tôm ăn không được, là nhỏ ha hụt, đừng có sợ ăn nhiều nó càng nhanh chết thôi. Mình dùng đúng cách là được, đúng quy định đúng cách là mình vẫn phù hợp lại tôm chứ không sợ gì hết. Đó là mình vừa chia sẻ như vậy. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn Minh Lạnh. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Minh Lạnh và những chia sẻ của chị Thu. Và tiếp theo là một câu hỏi của bạn khán giả có đích tay là Khánh An. Bạn hỏi tôm ao em mấy hôm nay hay tấp bờ, sáng sớm khoảng 4 đến 5 giờ sáng, như vậy là vì sao? Gan ruột vẫn bình thường. Con xin mời chị chia sẻ về cái trường hợp này cho bạn Khánh An. Tôm mấy hôm nay bị tấp bờ, sáng sớm 4 đến 5 giờ sáng, như vậy là vì sao? Gan ruột thì bình thường. Thế là mình phải coi lại thử cái môi trường ăn mình như thế nào. Tấp bờ là một hiện tượng mà tôm rất là dễ bị bệnh. Nó có thể là bị trật diện tiềm tàng mình chưa phát hiện ra gan ruột. Thì mình coi lại thứ nhất là thường thường buổi tối khuya, trời tối thì nó tảo nó sẽ không quan hợp nữa. Tảo là một dạng thực vật giống như cây vậy. Khi vào ban ngày thì nó sẽ thải ra oxy, hấp thụ khí độc và CO2. Nhưng mà ban đêm nó không quan hợp, nó thải ra CO2, hấp thụ oxy. Đấy, nó là như một loại cây. Vì vậy nên ban đêm mình phải coi lại cái ao tôm của mình, thử là cái lượng oxy ao tôm mình đã có đủ hay chưa. Để trong trường hợp nó nhiều khi nó chẳng như là nó ngợp quá, chỉ ngoi lên mặt nước để nó lấy những cái oxy trong môi trường. Đấy, mình phải coi lại cái vấn đề đấy. Thứ hai nữa là ao tôm mình có bị chẳng như là nó ảnh hưởng tới gan, gan của đường ruột nó có bị sao không? Mình coi kỹ lại thì mình phun thử nó có bị dấu hiệu gì không, nó mới yếu và nó tấp bờ như vậy.
Vậy nên là trong cái trường hợp mà xử lý như thế này á, thì ban đầu là mình nên đầu tiên là như Thu nói, ban đầu mình bổ sung oxy vào cho tôm trong ban đêm, bổ sung là tầm 4-5 giờ sáng là cái giai đoạn, tầm 2-3 giờ sáng là cái giai đoạn mà tôm nó lột xác, 1-2 giờ sáng lột xác nhiều, nó rất là oxy, mà trong khi tạo môi trường ao mình nó bùng phát, nó để nên nó không có cung cấp oxy cho tôm nó lột xác nữa, và nó không cung cấp cho tôm để tôm nó hô hấp, thì mình phải bổ sung oxy trong những giai đoạn này, bật quạt, chạy quạt, bổ thả những oxy riêng vào môi trường ao tôm, hoặc là bổ sung những oxy mát để tạt xuống ao tôm, của oxy mát của công ty Trường Sinh tạt xuống ao tôm, những cái giai đoạn này nó bổ sung oxy cũng như tăng cường sức đề kháng cho tôm. À, thứ hai rồi nữa là mình trong trường hợp đấy mình đó là một số cách, đó là mình hôm nay tôi cũng đã chia sẻ những cái câu hỏi trước rồi đó, vậy là mình sẽ lắp ráp lại để mình xử lý được cái ao tôm của mình cho nó tốt nhất. Vâng, cảm ơn câu hỏi của Khánh An. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn Khánh An và chia sẻ vừa rồi của chị Thu dành cho bạn Khánh An cùng với khán giả đang theo dõi chương trình. Tiếp theo là một câu hỏi của bạn Cánh Bay là Hoàng Trọng. Bạn hỏi là sản phẩm TX1001 điều trị bệnh cho tôm xong, tôm có bị chậm lớn hay không và có lờn thuốc hay không? Xin mời bạn chị Thu chia sẻ câu hỏi này cho bạn Hoàng Trọng. Cảm ơn câu hỏi của bạn Hoàng Trọng. Thì sản phẩm TX1001 điều trị cho tôm xong, tôm có chậm lớn hay không thì hoàn toàn không ạ. Thì trong những cái thành phần mà tôm mình nó, những thành phần thuốc thảo dược nó là những cái thành phần acetamin hữu cơ rất là cao, rất là tốt để cho tôm mình nó phát triển. Vậy nên cái việc mà mình cho ăn phòng cũng như điều trị sau khi hết tôm hết bệnh nó vẫn phát triển là bình thường. Bên cạnh đó mình vẫn phải luôn mình bổ sung định kỳ phòng bệnh cho nó. Chứ mình đừng có điều trị xong mà mình không dùng nữa, thì nó thành phẩm tốt thì mình nên dùng định kỳ. Đúng, mình bồi bổ cho nó thì nó sức khỏe thì nó luôn tốt, em nó tốt, mình dùng nó tốt thì nó rất hạn chế thì bệnh thôi. Đó là chia sẻ của Thu. Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Hoàng Trọng. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Hoàng Facebook Hoàng Trọng cũng như là những chia sẻ vừa rồi của chị Thu dành cho quý khán giả cùng với anh Hoàng Trọng. Thì kính thưa quý khán giả và bà con thân mến, thời lượng 30 phút của chương trình đến nay cũng đã hết. Những câu hỏi của bà con của chúng ta qua mình trong livestream này cũng như là điện đến tổng đài, nếu như trong livestream chưa được giải đáp thì sẽ được bộ phận chuyên viên tư vấn của công ty gọi điện và giải đáp một cách chi tiết nhất. Xin cảm ơn quý bà con cũng và khán giả đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Xin chào bà.